Xin chào các bạn, mình vừa được cho mượn chiếc Moto Z2 Play, cái chiếc điện thoại độc với thiết kế module dạng nắp lưng. Nhưng mà bởi vì nó sẽ được giới thiệu chính thức tại Thái vào ngày 5 sắp tới, cho nên là họ vẫn chưa có muốn cho mình soi nhiều, và mình chỉ có 10 phút ngắn ngủi với chiếc máy này thôi. Về thiết kế tổng thể, khi mà nhìn sơ qua thì trông giống như là cái phiên bản cũ, nhưng mà sự thật thì nó đã được thay đổi kha khá thứ rồi. Đầu tiên, thay đổi lớn nhất đó là việc Z2 Play lần này có thiết kế kim loại nguyên khối thay vì hai mặt kính như trước. Hiển nhiên là kim loại thì nó sẽ ít bám vân tay hơn, nhưng mà nó lại giảm đi cái sự bóng bẩy. Các điểm tiếp xúc có từ tính ở bên dưới thì nó cũng y như cũ luôn, và cũng chỉ cần các bạn chạm nhẹ module vào mặt lưng này thì nó sẽ tự động hít vào, vẫn rất là chắc. Moto có nói là các module cũ thì nó vẫn tương thích với máy này, và họ sẽ còn ra thêm nhiều cái module nữa để các bạn sử dụng. Thay đổi lớn thứ hai cực đáng giá đó chính là việc Z2 Play chỉ dày có 5,9mm, tức là nó mỏng hơn bản cũ tới 1mm, cho nên là cầm vào vẫn cảm thấy rất là thích. Trong khi đó thì cái jack 3.5 của chúng ta vẫn được giữ lại. Mỗi tội là viên pin của máy thì nó cũng theo độ mỏng này nó teo lại, còn có 3000mAh thôi. Nhưng mà dù sao thì đây vẫn là một cái viên pin lớn rồi, cộng thêm việc là có thể gắn thêm module để bổ sung thêm cái dung lượng pin nữa, thì đây cũng không phải là vấn đề quá lớn. Mặt trước của cái chiếc Z2 Play này nó vẫn phung phí như cái phiên bản cũ, khi mà nó nhét cảm biến vân tay vào mặt trước, nhưng mà đi kèm hai cái chấm vô dụng hai bên. Ba phím điều hướng thì vẫn nằm ở bên trong màn hình. Và lần này thì cái vị trí cảm biến vân tay còn biến từ hình vuông vắn rất là riêng của Moto sang thành dài dài, bầu bầu. Nó có phần giống với những cái hãng sản xuất khác. Bù lại thì ở phía trên cái loa thoại đã được thiết kế lại rồi, nó lõm xuống chứ nó không nhô ra một cách vô duyên như là trước nữa. Tóm lại là cái chiếc máy này nó vẫn độc đó, mỏng hơn, nhưng mà đẹp hơn hay không thì nó tùy vào cái sở thích của mỗi người. Về màn hình thì đây là cái thứ duy nhất không thay đổi của chiếc máy này so với thế hệ cũ, tức là chúng ta vẫn có màn AMOLED 5,5 inch Full HD, tươi theo đúng kiểu của AMOLED nhưng mà nó không quá rực rỡ như là những cái chiếc màn hình của Samsung. Camera phía sau của Z2 Play thì vẫn lồi lên một cục to tạo thành cái điểm nhấn rất là nổi bật, nhưng mà lần này nó đã giảm độ phân giải từ 16 chấm xuống còn 12 thôi. Bù lại thì chúng ta có ống kính f1.7, tức là nó lớn hơn so với lại Moto Z dùng f1.8 luôn. Hiện tại thì trải nghiệm sơ một chút với mình, cái camera này rất là ấn tượng về khả năng lấy nét, chụp, lưu ảnh đều rất là nhanh luôn. Còn camera trước thì vẫn giữ nguyên thông số 5MP với ống kính f2.2. Nó cho ảnh chụp có độ chi tiết tốt, thấy rõ so với cái thông số 5 chấm này. Hiệu năng của máy thì được nâng cấp nhẹ với con chip Snapdragon 626. Nó sẽ tăng hiệu năng 10% so với 625 cũ. Giá bán công bố tại Mỹ là $499 cho phiên bản 64GB, đắt hơn $50 so với lại Z Play trước đây. Một tin vui khác đó là cái máy này khi mà bán ra sẽ hoạt động trên nền Android 7.1.1 mới nhất. Nhìn chung thì Z2 Play được nâng cấp nhẹ rất là nhiều thứ, nhưng mà những cái điểm này nó có thật sự đáng giá hay là không thì phải trải nghiệm lâu hơn mới có thể phán xét được. Rất là tiếc là mình có quá ít thời gian, các bạn hãy đợi những bài đánh giá chi tiết hơn từ các mod sau sự kiện ngày 5 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!